Xin chào mọi người. Bạn có bao giờ thấy trồng một cây sầu riêng mà hái xoài hay không? Bạn có bao giờ thấy trồng một cây chanh mà có thể hái bưởi hay không? Thì công thức nó cũng giống như vậy. Cái sự trả lời là không, đúng không? Không bao giờ trồng một cái cây này, cây chuối mà có thể hái sầu riêng, vân vân. Thì có nghĩa là có thể áp dụng cho tất cả những thứ bạn đang trồng. Bạn trồng độc ác, bạn hái độc ác. Bạn trồng dầu sang, bạn hái dầu sang. Còn mà bạn trồng Bitcoin thì là bạn hái tự do tài chính. Chấm hết.